Cái công thầu bên anh là bao nhiêu anh? 900 mét. Rồi hôm nay em chốt một cái hợp đồng với anh Nghĩa bên kinh tư xã nha mọi người. Buổi thứ hai là anh qua đây thì anh cũng gọi thầu địa phương gần đó rồi mọi người. Thì cái công thầu bên anh là bao nhiêu anh? 900 mét. 900. Và đây là cái ngôi nhà của anh Nghĩa nha mọi người. Diện tích của nhà anh là ngang 5, dài 20, 100 mét vuông nha mọi người. Thì làm những sản phẩm tốt trong ngôi nhà thôi. Tổng cái chi phí thì em có để ở cuối clip á. Bên anh thì gọi thầu rồi ha. Thì bên em sẽ cung cấp cho anh là một bộ bản vẽ nè, 2D, 3D, gồm mà dự toán tất cả cái chi phí trong ngôi nhà luôn. Và em sẽ cung cấp tất cả các hàng hóa trong ngôi nhà của mình và cũng hỗ trợ mọi người đi giám sát công trình rồi thi công sao cho đúng bản vẽ và đúng cái dự toán nhất. Một ngôi nhà là 120m² với chi phí hoàn thiện là 450 triệu. Thì cái số tiền này em ra anh thấy cũng như là kiểu nhà thì anh thấy nó có phù hợp và nó hợp lý với lựa rồi thấy phải hợp hợp rồi. Dạ. Không biết là anh Nghĩa ha, anh gặp em buổi thứ hai thì anh biết em qua đâu anh Nghĩa? Anh cũng coi ở ông vuốt cũng thấy anh đó mà không có biết anh ở đây. Coi kênh gì anh? Vuốt lại thấy gì anh quay chỗ Long An Sóc Trăng rồi đó. Dạ. Anh coi bên kênh TikTok đúng không? Đúng rồi. Anh coi em lâu chưa? Không lên coi mình coi tốt vuốt đại rồi thấy anh gì á. Dạ. Mới thấy thôi đúng không? Dạ. Mới lên đây mới thấy tôi quen nè. Dạ. Còn mọi người nói em mà quay thuê người diễn không có diễn á cho mọi người. Đây là chủ nhà thực tế em quay rất là nhiều của ngôi nhà luôn. Coi như là đã cũng mới biết em thôi nhưng mà đến cơ sở vật chất mà cũng như là tham khảo cái giá cả rồi cái cách bên em làm việc cũng đã quyết định lựa chọn đơn vị bên em và làm hợp đồng trong ngày hôm nay luôn. Thì tháng mấy anh khởi công? Đầu tháng tư cơ mùng. Thì bên em sẽ giao hàng cho anh Nghĩa trước cái ngày động thổ để mọi người có thể đang sắp này kia được mình làm động thổ trước luôn. Thì đó, cảm ơn anh và chú đã tin tưởng hàng bên em ha. Thì bên em sẽ cố gắng giao đúng hàng đúng chất lượng cho anh để đảm bảo cái tiến độ thi công và đúng thời gian nữa để đảm bảo cái tiến độ thi công cho anh. Đó là cảm ơn anh.